Triệu Gôn xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Triệu Gôn trên YouTube. Triệu Gôn là trung tâm cung cấp các loại đá quý xỉ lẻ toàn quốc. Triệu Gôn là nơi thiết kế, gia công, chế tác trang sức vàng bạc đá quý với giá rẻ nhất và đẹp nhất. Hôm nay Triệu Gôn xin phép được review một số sản phẩm cho cô chú anh chị và các bạn đón xem. Trong chuyên mục học đá quý hôm nay, Triệu Gôn lại tiếp tục giới thiệu đi sâu hơn vào dòng đá ruby. Dòng đá ruby thì có xuất hiện ở rất nhiều các quốc gia, ví dụ như Thái Lan, Myanmar, Sri Lanka, Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, Việt Nam, Kenya, Tanzania, Colombia, châu Âu thì có Phần Lan, Na Uy, châu Phi, Nam Phi. Đấy là những quốc gia có những cái mỏ đá ruby. Đá ruby thì cũng không nguyên, thì đá Việt Nam mới là đá đắt tiền. Đá đắt tiền thì có xuất hiện ở nhiều các quốc gia khác nhau, nó tùy vào màu sắc để mà phân định ra cái giá và trị giá của sản phẩm đá ruby. Đá nước ngoài như đá của Myanmar thì cũng rất là giá trị, và một số nước khác thì cũng rất giá trị do là người ta khai thác được và phân định được những cái mẫu vật, những mẫu đá, những cái sản phẩm mà tốt, màu sắc tốt, độ trong màu sắc này, có độ trong này, vành khối này, to này, trọng lượng to lớn này, thì nó sẽ có giá trị. Và trong cái dòng ruby thì nó là nhóm oxit nhôm có chrome, thì dựa vào cái thành phần chrome nó sẽ quyết định lên về cái màu sắc. Nếu thành phần chính để làm nên màu sắc đó là màu đỏ, đó là chrome, thì hàm lượng chrome cao thì màu sắc sẽ đỏ đẹp. Và khi mà có những biến thể tạo ra những cái màu sắc trong giải màu đỏ giảm dần và pha trộn nhiều màu sắc khác, và do một số những chất hóa học khác, thì sẽ tạo ra những cái gam màu khác nhau. Và những cái gam màu khác nhau đó nó quyết định nên cái giá cả của sản phẩm. Ví dụ như có màu, những cái màu có ánh tím như của Nam Phi thì nó sẽ không được giá, ruby nó sẽ không được giá. Màu mà nó được giá thì phải là màu đá giống như Việt Nam như này, là màu đỏ máu, một màu đỏ như này. Đấy, màu huyết bồ câu, hay còn dân gian Việt Nam gọi là huyết bồ câu, thì màu đỏ như thế này và có độ trong suốt và hình khối to, càng to thì mà trong suốt và đỏ rực, đỏ màu máu thì không nhẫn lẫn tạp màu, thì cái sản phẩm đó nó càng giá trị. Đây là hàng Việt Nam. Đây mọi người, đây nhìn, đây tất cả đây là hàng nước một. Đấy, đây là màu đỏ như máu, không lẫn một cái tạp màu nào. Đấy, và đá rất là trong. Khi mà màu sắc quyết định lên giá trị, màu sắc, độ trong suốt và trọng lượng quyết định lên giá trị của viên đá, thì dựa vào đây để phân biệt các cái giá trị hàng hóa khai thác được ở các mỏ, các nước khác nhau. Thế hôm nay Triệu Gôn sẽ dần lần lượt giới thiệu cho mọi người sản phẩm. Đấy, vừa Triệu Gôn sẽ giới thiệu những cái sản phẩm màu hạng A của Việt Nam. Và tiếp theo đây là một viên viên đá này tầm 20 triệu, hàng của Việt Nam. Đây là hàng này rất là trong.
Hay mọi người xem nó rất là trong. Đấy, nhìn xuyên thấu từ bên này sang kia. Đấy, viên này tầm 20-25 triệu. Viên này là mặt dây thì nó mỏng. Và tiếp theo đây là viên này, là viên màu hồng. Đấy, viên màu hồng ánh sen, nhưng mà nó cũng là trị giá, hàng trị giá, hàng chất lượng cao, vì hàng này, viên này là 25 triệu. Nhưng viên này là rất là trong. Đấy, mọi người xem trong. Nếu nó không có những cái sơ mây này thì là người ta sẽ cắt được phát xét. Nhưng vì nó mây nên là người ta không không có cắt phát xét. Người ta để cabochon. Khi mà nó lên vàng là nó rất là đẹp đấy, màu rất là nó kích, nó hấp thụ ánh sáng và hấp thụ cái ánh vàng này nó lên sẽ rất là đẹp đấy, trong suốt nhé cả nhà nha. Đấy, viên nhẫn trên nhẫn này là cũng là 10 triệu này, viên này có 6K7 thôi, nó rất là đỏ. Đây là hàng của Việt Nam, đây là hàng những hàng đẹp. Còn cái hàng mà là màu ấy thì đây, hàng của Việt Nam đây. Đây là viên này, là viên này 20 triệu, hàng màu. Viên này là cũng là hàng của Việt Nam đấy, nó rất là đanh bóng và không có rạn nứt gì cả đấy, không rạn nứt. Còn viên viên này cũng là 25 triệu, nhưng mà cái hàng này thì là nó chỉ là to thôi, nó vẫn còn sơ trắng chưa được đỏ, là to hàm mặt Tây Nam nhé. Nó nhưng mà nó cái hàng Việt Nam này nó rất là đanh, rất là bóng. Những còn đâu triệu won sẽ chuyển sang là hàng giá trị nó thấp hơn nhé. Ví dụ đây, như vẫn là ruby, nhưng mà ruby này của Nam Phi đấy, nó có thêm cả màu xanh nữa trộn lẫn vào đây này. Đây là nó lẫn nhá, chứ không phải là do người ta nhuộm mọi người nhá, nó là đấy, nó lẫn ở phía ngoài nhưng người ta giữ và vẫn kết hợp để làm nên sản phẩm nó đẹp. Đấy, cái đá Nam Phi này nó vẫn là ruby, nó vẫn là thành phần của nó là oxit nhôm đấy, nhưng mà cái thành phần làm cho màu tím này, cái chất hóa học là thêm và làm cho màu tím này, nó xuống màu tím này thì là nó sẽ bị giảm cái giá trị đấy, giá trị về tiền bạc nhé, đấy, giá thành nhé, đấy. Nó sẽ ánh tím, đây là đặc trưng của hàng ruby Nam Phi. Còn đây là cái hàng mà ruby của Sri Lanka, đây là nó bị lứt này. Đấy, và người ta xử lý nhiệt, đã xử lý nhiệt rồi nhưng mà cái vết nứt này nó vẫn còn, và trong quá trình xử lý nhiệt thì nó làm cho cái viên đá này nó sẽ bị bay bay những cái sơ trắng này, bay những cái mây mù này để cho cái màu nó tốt lên. Đấy, trong quá trình xử lý nhiệt ấy, người ta có thể là xử lý thủy tinh trì để cho nó khỏa lấp những cái vết nứt này. Đấy. Nên là khi mà dùng cái này thì là nhìn nó sẽ đẹp hơn, màu sắc nó rất là đỏ. Đấy. Thế nhưng mà cái hàng này khi mà soi vào ấy thì đây mọi người nhìn nhá, trong này nó sẽ có những cái bọt bọt đấy, những cái bọt khí đấy, và những cái vết vết nứt của nó vẫn vẫn còn nhìn theo đấy, nhìn theo vết nứt vẫn còn nhìn đấy. Đấy, khi mà được xử lý thì độ trong nó có độ trong và màu sắc nó tốt lên. Đây là hàng xử lý nhé, cả hàng Sri Lanka.
Đấy, kể là một dạng nữa là dòng này của Sinanka đây là cũng xử lý, dòng này xử lý keo. Đấy, xử lý keo để nó khỏa lấp một số cái vết rạn nứt ở trong này. Đấy, và nó vẫn còn những cái mây trắng này. Đấy, sản phẩm của bên Triệu Gôn là có đầy đủ tất cả các loại sản phẩm của các nước. Đấy, nhưng mà Triệu Gôn bán cho mọi người sản phẩm của nước nào thì Triệu Gôn sẽ nói rõ và vì sao giá tiền nó thế, vì rẻ thì nó hàng chất lượng nó phải khác, đắt thì chất lượng nó khác. Ví dụ như viên này hàng của Nam Phi thì màu nó lại tím. Đấy, nó tím tím lại. Đấy, chứ Triệu Gôn không bán đất nộn là hàng nước ngoài, bảo hàng lục yên không có, bán nước ngoài là Triệu Gôn bảo bán nước ngoài mà. Đấy, hàng kể cả những cái viên hàng nước ngoài này nhìn rất là đẹp. Để mà làm mặt dây thì những cái viên này có hơn chục triệu thôi. Đấy, nhưng mà đây dưới gầm này nó vẫn còn sơ trắng. Còn những viên mà đỏ đẹp như này thì của Việt Nam mình thì lại mua lại mấy trăm triệu cơ. Đấy, chứ không phải là đơn giản. Đấy, còn cái hàng Thái Lan đây, hàng Thái Lan là hàng cái loại mặt hàng này là giá trị nó, tại sao nó thấp hơn hàng Việt Nam, vì nó có những cái sơ trắng này mọi người này, có những cái sơ trắng này nên nó làm giảm giá trị của mặt hàng đi, của cái giá trị của viên đá đi. Hàng này là hàng Thái Lan, hàng thiên nhiên, hàng không xử lý nhé cả nhà nhé. Nhưng lý do là giá nó thấp hơn hàng Việt Nam là vì đây cả nhà nhìn rõ này, nó có rất là nhiều những sơ sơ trắng, dù viên này là viên màu đỏ và cũng là viên rất là đẹp trong dòng Thái Lan rồi, nhưng đây cả nhà nhìn nó vẫn còn nhiều vết sơ trắng. Đấy là hôm nay Triệu Vô sẽ giải thích cho mọi người hiểu rõ là tại sao là cũng là ruby nhưng mà sao hàng của Việt Nam lại đắt và hàng Myanmar có viên lại đắt, mà hàng Sri Lanka, hàng của Châu Phi, Nam Phi lại rẻ hơn. Đấy, lý do là thế. Nó vẫn là công thức ở nhôm oxit, nhưng mà khi mà thành phần nó bị thay đổi một chút thì nó sẽ thay đổi màu sắc. Đấy, hoặc là nó hình thành do điều kiện áp suất nhiệt độ cao nên là nó bị nứt nát nhiều, nên là nó khi mà nứt nát nhiều thì phải dùng đến công nghệ là xử lý keo keo hoặc thủy tinh trì thì nó sẽ giảm giá trị của cái viên đá tự nhiên xuống. Đấy là lý do về giá cả và phân loại các loại đá nước ngoài của từng nước để mọi người hiểu rõ hơn. Còn qua video này mọi người có ý gì mà Triệu Gôn chưa nói hết thì mọi người hãy comment ở dưới để Triệu Gôn sẽ xây dựng nên những cái clip mà nó đầy đủ hơn, tốt hơn để chuyển tới những quý vị khán giả để mọi người hiểu hơn, để khi mọi người lựa chọn những cái sản phẩm đá quý để mình đeo để được cho may mắn và tâm lý nó thoải mái khi mình bỏ đồng tiền ra lựa chọn những sản phẩm đá quý để mình đeo. Chỉ có chúc cả nhà luôn luôn may mắn và chọn cho mình những sản phẩm đẹp và phù hợp với nhu cầu của mình. Xin chào cả nhà.